Có Tuấn chào các anh em nha. Hôm nay có Tuấn livestream về một chủ đề chia bài đỉnh cao như thế nào. Chia bài có nhiều cách để mình chia bài. Có người thì chia trên, người chia dưới, người chia giữa. Nhưng quan trọng là lấy lá bài làm sao người ta không thấy và cái tiếng kêu nó không có, nó đồng hóa nhau như là lá bài trên đằng sau, lá bài dưới gì thì nó có nguyên lý. Thì anh em tại sao mà có nhiều cái kẽ hở là cũng như anh em móc kích thì người ta sẽ thấy, hay là chia đáy người ta sẽ thấy. Còn nếu mà mình quýnh được một cái căn bài mà có thể như là mà nó đúng theo cái tư cách của một cái kỹ năng của Tuấn thì trước mặt là không cho ta biết ha. Thì đây thì anh em chắc xả tới xả lui, thì cái video thì anh em cứ xả tới xả lui, xả thì để học lớn chứ không bao giờ các bạn chỉ làm được, vì nó có cái nguyên lý để luyện ngón các bạn nha. Có hai dạng để cho mình điều khiển lá bài nha, mẫu là mẫu anh em xem nha, nha. Một ách nha, hai ách, ba ách, bốn ách, đây là bốn ách. Có nhiều dạng anh em người ta chơi bài nha. Cũng như đây là bốn ách. Nói thật ra bây giờ hiện nay là muốn lấy trên, lấy dưới, lấy giữa thì nó không có liên quan hết. Đối với Tuấn mình nó không liên quan hết. Muốn lấy bốn ách thì nó không có liên quan hết. Nhưng mình muốn chia cho anh em xem coi là lá bài ở dưới nè. Nha. Tại sao mình chia lá bài mà ở trên chia xuống, bỏ lá bài xuống chậm dãi từng lá bài xuống bỏ xuống. Ok đúng không? Bỏ xuống lá bài xuống, giờ bỏ xuống lá bài thế đơn giản nhẹ đâu ạ. Rồi không nghe tiếng kêu, quan trọng là cái tiếng kêu nó không có đấy, tiếng kêu các bạn nha. Nó không nghe tiếng kêu á thì nó bộ bài nó sẽ đẹp hơn. Nha. Mà anh em nghiêu và nếu mà anh em móc đích á thì nó sẽ xẹt. Nha, móc đích à. Đó, vậy đó là mình móc đích á. Nha, là nó sẽ xẹt kìa. Còn mình chia là chia lá bài trên này, chia bỏ lá bài xuống ở trên này, thấy bài bạn thấy ở trên này bỏ lá bài xuống không, ở trên lá bài này sẽ bỏ xuống lá bài xuống không, thấy trên nó lấy xuống lá bài xuống rõ ràng không, ở trên lá bài nó gớp xuống lá bài rất là nhẹ nhàng là nó không nghe tiếng kêu nha, nó không nghe tiếng kêu nha. À, bốn lá bài nó không nghe tiếng kêu. Mình chia chậm cho anh em xem coi lần là một à, hai ba bốn đúng không, chậm thấy không, thấy chậm không, thấy cái tay vừa cái động tác giả, thấy cái động tác giả nó rất là quan trọng đúng không, phải không, thấy cái động tác này giả nó rất là quan trọng không. À, chậm cũng được nha, đó mình bỏ xuống từng lá bài xuống rồi coi chậm lá bài xuống bỏ xuống, ok nha, bỏ xuống là chậm, là thấy không, thấy lá bài ở trên nó rơi xuống rõ ràng đó đúng không. Đó chậm nha, bỏ xuống từng lá. Thì bây giờ lá bài nè, giờ mình chuyển đây ra bài bỏ xuống đây, đó đơn giản thôi. Rồi lá bài đẩy ra phải không, cầm đây à, cầm lá bài cầm nè, cầm thẳng lá trên và lá dưới nha, mình cầm lá trên lá dưới nha, đó rồi cầm lá trên này lá dưới, nhưng lá này là lá ở dưới mình lấy á, trên mình thu lại nha, trên là dưới thì đó là cái đây là kỹ năng lưu đích nha. À, thì đây là tại sao không nghe tiếng kêu, bị có tiếng chia nhẹ cái bỏ nhẹ xuống từng lá bài nhẹ nhẹ bộ bài đó. Chia của mình như bình thường, anh em đang ngồi chơi bình thường vậy đó. Đó là cái đẳng cấp của một cái chia bài nha. Đó bài. Đó rồi chia này thấy không, đó không? Bạn thấy chỉ có lá bài nó ra thôi chứ không thấy lá bài mình, không có thấy cái tay mình thọt vô lá bài đúng không? Đúng không? Đó. Chia chậm nó bỏ xuống nhẹ từng nhẹ, bỏ xuống nhẹ từng lá bài xuống nè. Không? Được ba lá bài để trên đầu luôn đó, thì cứ ba lá bài ở đầu rồi mình chia cũng chia bỏ lá bài cho đây rồi làm sao làm chia trước mặt cho người ta không thấy là được rồi đúng không? Bỏ ở đâu cũng được nha, bỏ ở đâu cũng được đó, chia chậm bỏ nhẹ nhàng xuống lá bài xuống nha, nha. Đừng nghe đâu, không nghe tiếng kêu các bạn nghe, nếu mà nghe tiếng kêu là người ta nói mình móc đích đó rồi nha. Chia hạ mà nó đâu nghe tiếng kêu, hạ nó không nghe tiếng kêu nha, mục đích là nghe tiếng kêu nha các bạn, mình khẳng định đi nha. Đó mình lên mình kêu là mình để mình bỏ lá bài đó, mình bỏ lá bài mình lắc lá bài xuống, mình lắc lá bài xuống đúng không, được đó. Thì đẳng cấp của một cái chia bài thì nó phải có một cái logic gì, hiện nay này thằng mày bốn mẹ đây, con già nằm dưới này đây đó. Thì giờ anh em coi thử mình chia lá bài đó, đó ok nha. Rồi đó mình chừa lá bài lại nha, mình chừa lá bài lại như chừa lại mà như thằng già này vẫn vẫn còn yên tinh nha, mình cũng lấy được bốn lá bài nữa đó,
là cũng vẫn giữ lá bài này lại nha, cũng giữ lá bài này lại, giữ 2 lá, 3 lá, 4 lá, 5 lá gì cũng được không sao nha. Đó, mình sẽ đẩy ra bài ra, cầm này đặt cầm lá bài bỏ xuống này. Đó, thu lại liền. Đó, thấy gần rồi. Đó, nhẹ nhàng là từ đó bài nha. Đó. Cái tay thấy ra bài, cái tay này bạn thấy cái tay này mình đâu có thọt vô đúng không? Cái tay này đâu có thọt vô đúng không? À, hạ mà thọt vô vậy. Hạ thì không được, cái tay này đụng vô và rồi thì nó nói thiệt đời. Cái bài nó nằm ở ngoài, đúng không? Nó nằm ở ngoài nè. Nó nằm ở ngoài nè các bạn nha. Nằm ở ngoài nè. Mình lấy ở ngoài trời. Này. Lấy ra bài ở ngoài trời, lấy ra ngoài đó lá bài ở ngoài này nè. Chứ đừng có thọt vô là mất đích á. Nha. Đó. Các bạn thấy cái lá bài mình lấy lá bài ở ngoài này nè, chứ không phải lấy lá bài trong này đâu nha. Đó, coi đợt đó không? Thấy không? Thấy cái tay lấy cái tay ở ngoài này không? Thấy cái tay ngoài này nè. Đó. Nó cái tay nó lấy ngoài này nè đúng không? Mình bỏ lá bài ở ngoài này xuống, ở tay này bỏ ở ngoài này xuống. Nha. Chứ anh em mà tay này đụng thọt cái đây là ta nói là mình không có nha. Mình cái tay này không được đụng cái bộ bài. Đặc biệt là tay này không đụng cái bộ bài. Thì tại sao anh em là học cái căn này bài này là ai cũng mơ ước để học cái căn này. Học để bố tướng phải nó có logic mới được. Còn thôi là các bạn mong đích tới già để chết thì gâu mọc tới tháng nó cũng không được. Thấy không? À, đặc biệt là cái tay này không được đụng cái bộ bài. Nha, tay này không được đụng bài. Ok nha, rồi sẵn sàng nè. Đó, lấy đầu thấy đầu lá bài không? À, nhiều khi mình dành chuyển lá bài nè, thấy không? Ừ. Nó ra ngoài này rồi, nó nằm ở ngoài. Chứ mình cầm một bài mình bỏ xuống thôi nha. Chỉ mình cái trách nhiệm là mình cầm một bài lá bài ấy ở ngoài này là mình bỏ lá bài xuống nha. Đó, và đây kia này thấy không? Đó, ok thì ok nè, bỏ lá bài tay này bỏ xuống nè. Thấy cái tay này có cái tay này có đụng không đó bạn? Thấy cái tay này có cái tay này có nó có nó có đụng lá bài đó. Cái tay này nó có đụng lá bài đâu. Cái tay này nó đâu có đụng cái bộ bài. Thấy nó độ ảo nó ghê không? Cái tay này đâu đụng đâu bài đó không đâu. Đó, thấy không? Như cái chân lá bài nó đang thảy ra vậy, đây lá bài người ta đang bắn bắn lá bài ra vậy. Cái tay kia nó bắn lá bài ra vậy nè, thấy không? Chậm nè, cho anh em xem coi chậm nè, tốc độ chậm nè, đâu đó là mình nhưng mà đập bắn nó bài ra đúng không, thấy không, nó bài xuống nè đúng không nè. À, nhưng cái tay này đâu đụng tới đó đâu, cái tay đừng đụng tới, đừng đụng cái bộ bài nữa, cho anh xem thấy không. Đó, cái đẳng cấp của chiêu bài nó vậy đó, nó đừng theo không cái tiếng kêu nha. Đó, thấy rồi, cái tay nào đâu có đụng tới đâu, đúng không, thấy cái tay có cái độ đụng tới đâu, đâu có đụng tới đâu cái bộ bài đâu. Anh em xả tới cho luôn cũng không được đâu, xả không có coi được nên các bạn ơi nha. Yeah.